Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí hân hoan thông báo tin vui về việc 10 bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao, về sum họp với gia đình vào ngày mai 29 tháng 5 năm 2024. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ đội ngũ y sĩ, nhân viên y tế tận tâm cùng với sự hỗ trợ từ gia đình và người thân của các bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được xây dựng dựa trên nền tảng y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền, chú trọng vào việc nâng cao sức khỏe đề kháng, cải thiện thể trạng và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Với phương pháp hỗ trợ điều trị bài bản, hiệu quả cùng với sự quan tâm chăm sóc chu đáo, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã giúp nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và quay trở về cuộc sống bình thường. Sự kiện sum họp gia đình vào ngày 29 tháng 5 năm 2024 là minh chứng cho hiệu quả hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Niềm vui sum vầy bên gia đình sau những ngày tháng dài chiến đấu với căn bệnh ung thư là món quà vô cùng vô giá mà phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí dành tặng cho các bệnh nhân ung thư và gia đình. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn cam kết mang đến dịch vụ khám chữa bệnh ung thư chất lượng cao, hiệu quả, góp phần mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình. Tôi Lê Thị Kiểu ở Kiên Giang, An Biên, đi lên trên cha trị bệnh. Tôi là ca phổi. Hồi đó là khám ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, rồi là nói tôi có khối u. Tôi qua bên ung bướu, tôi vô thuốc hết 10 lần, rồi thấy trong mình tôi không có khỏe, ngày nó đuối. Rồi tôi có người giới thiệu lên cha. Rồi lên cha này là mấy thầy với mấy cô với có Cha Tường giúp đỡ, giờ tôi khỏe. Khỏe trong mình hơn hồi trước. Bây giờ lội bộ 600-700 m, đi viện cây gửi số bình thường. Vui, mừng quá luôn, điện về nhà. Ở nhà ai cũng mừng hết trơn. Tính là di căn tưởng đâu là chết rồi. Bác sĩ nói sống được có 3 tháng à. Mà giờ sống rồi mừng không biết nói gì hết trơn. Cũng cảm ơn cha với mấy thầy. Tại Hằng sao? hàng ngày thì thầy quý dặn là ăn cháo nano, uống thuốc thảo dược với rau củ mình luộc mình ăn, rồi là không có dám mà sai pháp đồ. Sau này về cũng vậy luôn, tại tôi kiêng ăn hay lắm. Cũng như mình chết đi rồi mình sống lại rồi mình phải cố gắng, mình phải lo cái bệnh của mình, ăn về cái mình sống với chồng với con cháu với ông bà. Thì bây giờ mình bệnh này mình hết rồi mừng quá, chắc không có về không làm chứ, ở xong cho chồng con nuôi. Ở gần nhà trọ cũng như người nhà, như người thân luôn. Rồi qua đây mấy thầy nãy kia cũng như người nhà luôn, nói chuyện niềm nở nãy kia, vui cười cái gì không không biết thì hỏi thầy, rồi nãy kia với mấy cô rồi bắt đầu hả trả lời nãy kia đi vô đây hả, mấy cô mấy thầy đều hả được lắm, tốt lắm, thầy nào cũng vậy. Rồi mấy cô mà ấy giấy rồi phát gạo nãy kia hả, không có ai mà ấy chứ, từ hay là bảo vệ đồ luôn, người người phát nước luôn, ai cũng vui vẻ hết trơn. Em tên là Phạm Thị Phượng, em ở Đồng Nai anh. Em ấy là em đi khám sức khỏe thôi, thì là mới phát hiện ra là em bị ca giác. Thì em có nhờ bác sĩ tư vấn thì bác sĩ nói là cái này thì là muốn mổ cũng được mà để theo dõi cũng được. Thì em xin bác sĩ này em về để em theo dõi, là em mới biết được ở trên chỗ Cha Tường đây thì em đi lên đây luôn. Dạ, thái độ các thầy cô ở đây rất là tận tình, chỉ từng ly từng tí, từ cho cách nấu cháo cho nên ăn uống và ngủ nghỉ, rồi là huyết áp làm sao đầy đủ hết, rất là tốt. Cái đấy là mình cứ phải ăn theo là các thầy về như cha đã ra và các thầy đã chỉ định là mình
ăn cháo và uống trà với lại rau xanh và trái cây. Mình đã nên tới đây là mình quyết định là mình đã theo rồi, bây giờ mình đã được về rồi thì mình phải ăn theo chứ đâu có bỏ được anh. Mình tên Phạm Thành Lý, sinh năm 1982, đến từ Hậu Giang. Đầu tiên thì em bị sụt cân, cái thứ hai là ho, cái nó bị ra máu. Rồi đi kiểm tra thì người ta cho là bị ca phổi. Đầu sau khi biết nhận ca phổi đó, thì có ông anh chị ở chỗ Cha Tường Yêu Thương mới giới thiệu, thì em mới xuống đây điều trị. Và tới nay thì được 3 tháng rưỡi. Thì em đi kiểm tra lại thì được quý thầy được đã hoàn thành biểu đồ phác đồ của cha được tốt đẹp. Dạ, cảm xúc thì em rất là vui mừng, em không biết nói gì hơn. Trước tiên thì cảm ơn Chúa với cảm ơn sự nghiên cứu của cha với cùng các thầy các cô và các nhà tài trợ, con xin chân thành cảm ơn. Dạ, trước khi bệnh thì con làm công ty, chung thu nhập thì cũng ổn định trong việc xài hàng tháng thôi chứ cũng không có dư. Lương thì cũng có 4 triệu mấy thôi. Thì cũng có gặp chút khó khăn nhưng mà cũng ráng thì cũng điều trị với ở đây các thầy các cô với chỗ cha đây là yêu thương cho không. Mình cũng đỡ tốn cái chi phí đó. Khi được về thì con cũng giữ gìn cái phác đồ của cha, tiếp tục giữ vững theo phác đồ của cha. Và để mình giữ vững phác đồ đó mới có thể duy trì được sự sống được. Và ở đây thì các thầy với các cô đều rất chân tình và yêu thương giúp đỡ các bệnh nhân chúng con. Những thắc mắc, những khó khăn gì cũng đều được các thầy tư vấn tốt đẹp hết. Con xin kính thưa thầy Thành Võ, là con là Đinh Thị Tho, con ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Bệnh lý của con ban đầu là con bị ung thư buồng trứng, là di căn tất cả trong ổ bụng, là cắt dạ con, cắt buồng trứng, cắt cổ tử cung, cắt ruột thừa, cắt phúc mạc mỡ. Là con có điều trị ở viện ca 4 năm nhưng không được thiên giảm, là bác sĩ cho con là hết pháp đồ chữa, là cho con về địa phương để điều trị gọi là giảm nhẹ. Nhưng bây giờ là về là con gặp được bà con anh em ở ngoài cùng khu là có điều trị trong chỗ Cha Tường Yêu Thương và các thầy, là về là khỏi bệnh. Thì là con xin để con vào được đây thì con nhờ là các cha với các thầy là cứu con, là bây giờ là con được khỏi bệnh để tới đây là con được xuất viện. Thì cả một vấn đề của con là xa xôi mà con vào đến đây và con hoàn thành được pháp đồ, là anh em con cháu rất là mừng. Khi con đi là anh em con cháu bảo con là cô đi thì còn nước còn tát. Đấy, thì bây giờ mà con đã hoàn thành được pháp đồ mà con về thì con cảm tưởng như cha và các thầy ở đây là sinh ra con một lần nữa. Đấy là con vô cùng cảm ơn ạ. Thầy Thành phân tích cho con từ nãy đến giờ là con chưa đạt hiệu quả cao lắm, nhưng mà đủ với xuất viện rồi, là với cái tế bào máu ung thư là trong đó 3 chỉ tiêu, thì có 1 chỉ tiêu còn hơi tăng một tí, còn 2 chỉ tiêu là với chỉ số bình thường rồi ạ. Và còn là ổ bụng là dịch hạch là cũng hết. Đấy. Nên là con rất mừng ạ. Các con giữ gìn pháp đồ là thường thường là con vẫn theo pháp đồ thầy, các thầy và các và cha ở đây, là cho ăn 4 lít là con vẫn ăn 4 lít. Con ăn rau xanh và các loại hạt và quả, mà con vẫn thực hiện đúng pháp đồ, là con vào đây mới được 2 tháng 8 ngày. Đấy. Thì bây giờ là con đạt hiệu quả là cao nên là con rất là mừng. Đấy. Thì như chúng con chuyển hóa chất là 4 năm không có ngày ra viện. Đấy. Chuyển 10 ngày có, chuyển tuần có, chuyển 21 ngày có, chuyển đích có. Đấy, mà với cái mức độ tiền thì không thể tính được. Đấy, mà con vào đến đây là đã được cha và các thầy mà đã yêu thương cho không, mà bệnh thì lại được thiên giảm, là con rất là mừng. Là con cháu như con rất là mừng, mà thấy là như cuộc đời con được sống lại, như có một cái phao cứu sinh ạ. Con báo cáo với thầy là khi con bước chân vào đến đây mà con thấy tất cả các thầy và các cô ở đây là có một cái sự yêu tiên nhiệt tình. Đấy. Chứ không như con điều trị trong 4 năm ở viện, nói chung là gian khổ như thế nào thì ở ngoài
chỗ con điều trị 100 phần thì vào đây con thấy nó rất là thoải mái, mà còn muốn khỏi bệnh và ở lâu dài, nhưng vì điều kiện là con quá xa xôi, từ Ninh Bình vào đến đây mấy nghìn cây số, nên là còn con còn cháu nữa, nên là các thầy đã cứu được con rồi, là con xin ra viện. Thì con cũng có xin thầy Thành là con ở lại mấy tuần nữa, đấy con có được ra viện cũng xin lại một vài tuần nữa là con ở đây rồi con mới lại về ạ. Đấy thì là con rất là mừng ạ. Khi mà con được xuất viện thì nếu con có về nhà thì chăng nữa, từ giờ đến cuối đời là con vẫn cứ thực hiện theo cái pháp đồ của cha và các thầy ở đây. Đấy, để giữ được cuộc sống lâu dài với con với cháu ạ. Ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Trên muôn nẻo đường đời còn
con vẫn đi tìm Chúa, trong từng nỗi khát khao hồn con thao thức khôn vơi. Con đi tìm Chúa trong muôn ngàn nơi, chẳng bao giờ ngơi, nhưng rồi cảm thấy xa vời. Con đi tìm Chúa trong muôn ngàn hương, nhưng lòng luôn vẫn vương trên con đường ngọt yêu thương. Qua bao nỗi nhọc nhằn con vẫn mong chờ Chúa, qua từng lúc khó khăn hồn con thao thức băn khoăn. Con mong chờ Chúa âm thầm nài van, những khi lầm than nhưng rồi cảm thấy nguy nan. Con mong chờ Chúa ra tay phù giúp, nhưng lòng vẫn đắn đo trong tâm hồn đầy âu lo. Con tìm Chúa hay Chúa tìm con, trên muôn vàn nẻo đường con chờ Chúa hay Chúa chờ con, qua cánh dài đêm trường con chọn Chúa hay Chúa chọn con, giữa muôn người dương thế Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã chọn con đi trước nhàn ngài. Lòng mến đầy vơi con vui cả người, tình thương Chúa muôn muôn đời. Con tìm Chúa hay Chúa tìm con chờ Chúa hay Chúa chờ con, và con chọn Chúa hay Chúa chọn con. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương, và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị
sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.